tứ mình chưa chơi bao giờ. Neko chưa chơi. Pai cũng chưa chơi. Kai'Sa chơi được 1-2 trận. Nhưng mà thấy người ta đánh ghê quá. Summoner's Rift. Đó, tập trung ở bên muốn invade cái bộ blue, còn bên kia bên của Lee Heo thì đang tập trung ở red để bảo vệ red. Còn bên nó video thì đi xuống blue cũng bảo vệ red luôn, nhưng mà có quyết định tấn công blue không? Tập trung full team ở đây. Sợ một cuộc săn cướp blue sao. Rồi qua rồi, qua rồi, qua rồi. Có threat đội hình này đương nhiên là phải đi play invade rồi. À, mất con blue. Tôi nghĩ vậy. Cắm con mắt vô, đúng rồi. Wow. Và trao đổi chiêu thức thì cả hai bên đều mất máu với nhau, dính đủ chiêu. Rồi Camille của fanboy cross lấy được cái bùa xanh và bây giờ về red. À, ở trong còn trong đó Kha'Zix đang ăn, đã ăn xong red và bây giờ qua chim. Kèo đấu chay với lại Camille cũng là một kèo khá là hấp dẫn. Kèo đồng có lợi thế hơn nhưng mà level 3 thì lợi thế khá khác nhau. Kéo một con lính. Wow, hay quá vậy ta. Pha chiêu thức level 2 là lời hơn cho Camille chắc rồi. Lời chắc rồi. Ấy gì vậy? Có Kha'Zix là đi ăn cơ bản thôi, đừng từng cơ bản thôi. Camille thì cũng vậy, ăn con đụng đồ. À, chiến con đầu, chiến con đầu như Camille. Rồi luôn, Camille ăn 2-0 luôn hết rồi ha. Game dễ ra, game là dễ nha. Fan for cross. Bên kia mất flash, học đòi đủ trên Kha'Zix mất cái flash đường giữa. À. Wow, đi. Bạn Neko này đi về đi đường giữa với Lee Heo có vẻ khó thở. Khó thở chứ. À, bạn Fagotti là bạn răng vàng. Nên đi Lee Heo là khó thở là đúng rồi, mà cũng không sao. Game là về cuối lúc đầu đâu nói được gì nhiều, đúng không? Thôi bắt được đường dưới. Ê. Và trả đổi chi thức rồi. Kai'Sa nghe Kai'Sa và Jinx trong giai đoạn đầu game thì không làm gì nhiều quá. Không phải là xa thủ mạnh về đầu nha. Tốt. Đó, mình bật cái này lên. Quan xem. Đánh nhau. Wow. Wow, Pai. Wow, Kusmai lấy lại được một chấm máu để tồn tại được. Ăn được cái mạng. Ăn được cái mạng của Pai, cho nên là Fagotia Neko trở lại trận đấu.
Nhưng mà với máu như thế này mà không đi về thì có vẻ Lee Hell sẽ dễ dàng đây. Có nghĩa là copy máu luôn. Copy mà máu ngay cái lúc đó luôn. Và solo kill, và solo kill. Solo kill. Solo kill. 100 máu. Đi đường giữa với Lee Hell có vẻ khó thở rồi. Camille ra giúp, Camille ra giúp, nhưng mà Lee Hell vẫn kịp lấy mạng của con tiền. Qua Camille này 3-0 à. Camille là mấy không rồi đây? Camille 3-0 rồi, trời ạ, à, lạy chúa rồi. Mạnh về sao chơi? Trời. Khó thở. Lay game đến quá nhanh. Lay heo liệu gánh nổi không này? 31 chỉ số lính 21. Đây cũng đánh nhau, đánh nhau. À, trao đổi chi thức thôi cũng không có gì. Nhưng mà Khazix bên kia thì là đang có chỉ số khá là buồn là 0-3. Trong cái trường hợp thế này thì tôi được khuyên là lên đồ đi rừng, nhưng mà bạn quyết định lên cái dao hung tàn luôn. Không sao, không sao. Bây giờ cái đầu của Camille đang là 700 vàng, extra 700 vàng. Nếu một cú gặt nhẹ cái cổ của Camille thì Khazix có vẻ là sẽ trở lại trận đấu thôi. Đó bây giờ 6-2. Cú đánh choáng rất hay. Flash, mất cái flash. Trời, mất cái flash ở dưới đánh lộn. Wow. Kai'Sa bị kéo. Và cú lồng đèn quá tuyệt vời. Neko, cái đó là Neko, cái đó là Neko. Chói chân được stress. Hấp dẫn. Và trao đổi chi thức cực kỳ là hấp dẫn. Mà nó là Lee Hell di chuyển rất hay các bạn. Về đây tránh mắt và trở lại mid. Lúc ban đầu thì Jay nhỉnh hơn, hay có vẻ nhỉnh hơn rất là nhiều. Kéo. Wow, vẫn còn đánh. Lỗ, mất hiệu. Camille tới kịp kích hai lên bảng. Lại thêm một mạng nữa của cho Camille. 50. Trong đó thì vật lộn. Hay, thấy rồi. Ê, có gì đấy? Tối hậu thư vô mặt luôn. Rồi sao chạy? Thế này sao chạy? Deco tới, Lee Hell tới, trói hụt rồi. Nhưng mà đang hết mana, phải về. Và một cú lồng đèn đi về. Gọn gẹp dễ dàng. Đi heo mất ulti. Và nhưng mà cấu được nửa game máu ấy. Vẫn ly. Wow. Bây giờ mạnh quá rồi. Bây giờ là 6-0 rồi. 900 tiền trên người rồi. Xiaomi đưa khăn các bản đồ luôn. Lee Hell chết không? Lee Hell không chết. Nhưng mà trên đây Camille đang chết. Camille đã phải bỏ mạng. Camille ở bên phía Lee Hell. Ơi. Hay, tàng hình sống rồi. Vẫn còn sống. Start in my life, đánh như Start vậy. Mặc dù lấy ý chỉ thằng sống không giống Start lắm nhưng mà như sao nữa là kỹ số tôi kèo kỹ năng làm rất tốt đấy.
đường boss thì bây giờ vẫn đang là cân bằng, chưa có biến động gì quá nhiều. Support threat ăn mạng và ở dưới tay chết hai mạng thì cũng không có gì quá là đáng kể cho với so với hai xạ thủ. Tình hình là về lính thì Vinh đang nhỉnh hơn một xíu, và tại vì được tham thoải mái hơn, Camille quá mạnh mà. Lại một pha solo nữa cho anh. Không hơn lính thua hai level như vậy làm sao mà đánh được. Wow, nó lộn luôn, nó lộn luôn, nhảy lên, đúng rồi. Wow, Camille đã kịp thời nhắc Camille giết hết này. Một pha ulti rất là đẹp chúng ba người của Lee Heo luôn. Lee Heo ăn được cái mạng của Jamie. Phai, Phai có kéo lại được luôn. Wow, cú ulti đó lại hụt. Và nhưng mà Kai'Sa đã làm rất tốt rồi này. Neko, Neko cũng phải có đi. Ai da ulti hụt rồi. Có chừng chết. Cái này là coi chừng chết. Một pha combat khá tốt của đội bên phía Lee Heo, nhưng mà Lee Heo ulti qua ulti ba người tạo tiền đề cho đồng đội, cho Kai'Sa ăn mạng. Đó, bây giờ mỗi mỗi người được một mạng, Lee Heo được một mạng, Kai'Sa được một mạng. À, bạn Khazit tiếp tục trên con đường đau khổ 051. Trong khi bên kia thì người đồng nghiệp đang làm ăn rất tốt. 7-1 rồi. Một pha đánh tiếp tục đánh lộn, thu level vẫn đánh lộn. À, đã có Khazit ở đây. Chắc là bỏ mạng rồi. Tác ơi, mạng đầu tiên của học đòi đú trên là của Stark in my life. Cái mạng đó sẽ giúp anh combat khá nhiều. Trả thù cho đồng đội, tôi thấy có người trả thù cho đồng đội rồi. Nà, tè, đi đâu. Tôi nghĩ là anh không lại. Hả? Wow, quay. Một pha miss skill, một miss kỹ năng khá nặng. Đánh tự tin quá. Đúng rồi, đúng quá, thấy không? Không thấy. Chắc là không thấy rồi. Học đòi đú trend được một pha tàn hình đi đánh lạc hướng khá hay. Nhưng mà cái đó là e full tầm luôn. Dây móc full tầm qua tường trốn về được. Kéo skin set này đẹp thì chứ. Hơn một level và Stuck in my life vẫn nhỉnh hơn. Bây giờ đánh thì cũng vẫn không đánh được nữa, phải có sự trợ giúp của rừng và Khazit lên kìa. Khazit đang lên. Wow. Thôi làm chậm được rồi. Có tối hậu thư không? Không có tối hậu thư. Chưa hồi cho nên là không bắt được Stuck in my life. Stuck in my life vẫn còn flash, không trốn được. Và dưới boss đang đánh nhau, trong khi đó một đợt kêu gọi của quay đánh nhau to dưới này. Đi heo tới kịp thời, một cú ulti khá là đẹp, nhưng mà fanboy cross đã tới và giải quyết vấn đề, lại thêm một cuộc solo kill. Lần này ai sẽ thắng đây? Mất khá là nhiều máu, mất một cái flash cắm mát rồi. Thôi tôi nghĩ đánh cẩn chắc thì kèo này. À, mất cái tool rồi, vô thôi, đợi chờ giấc thôi, đó, ai da, nhưng mà bây giờ cũng phải, tôi nghĩ là bỏ mạng rồi. Học đòi đú trang lại thêm một mạng nữa cho học đòi đú trang, giờ là 2 năm rồi trở lại trận đấu. Trong khi đó đường dưới đang bị đánh khá là nặng, và Kai'Sa chỉ có được mạng của, à không, cái đó là Camille. Lấy lại được mạng của Pai. Né được kill luôn. Thôi, vào người Kai'Sa, tối hậu thư vào người Kai'Sa. Có giết luôn Lee Heo không? Tới kịp lúc rồi. Lee Heo chắc phải bỏ mạng. Nhưng ăn mà cũng kịp lấy được cái mạng của fanboy. Mạng boy bị sách đau 2 lần rồi. Nhưng mà vẫn 450 tiền. Wow, mạng đắt giá. Điểm số KDA của Lee Heo đang là 433. Và đang là người gánh đội căng thẳng. Nó bên đội kia
ở bên đội đội mình. Zeros mà không có đi top nè, để giao hoàng đi top. À thay, à hụt cái quy rồi, hụt cái quy rồi, stun thì trúng rồi thôi. Zin khó sống rồi, Zin lấy kêu gì chạy đây. Ôi chạy kịp luôn, đồng đồng quá. Wow, đồng đội tới kịp luôn, lồng đèn luôn. Sao vậy nhỉ? Tôi tưởng pha đó là Zin phải chết chắc rồi, video phải chết chắc rồi chứ. Hay ra một pha nhường lỗ liễu chăng, ban video chăng. Cả hai xạ thủ đang có một món, đã có một món đồ lớn rồi. Hey, thở không kịp, giao hoàng thở không kịp rồi. Đánh gì vậy, đánh gì vậy, Gazik ơi. Wow wow wow, tới kịp Lee Heo, tới kịp Lee Heo. Ulti hai người quá đẹp luôn. Lee Heo chắc là tập luyện con bài này là căng thẳng mấy ngày hôm nay rồi. Nhưng mà bù lại bằng Fail God Deal cũng đang làm khá tốt, chỉ số farm cũng không đến nỗi nào. Chỉ là về mặt di chuyển thì chưa tốt bằng Lee Heo thôi. Dù sao Nico cũng là con bài cần kỹ năng khá là cao mà không dễ chơi, cho nên là quay hết mana rồi. Cái ú lao đó mà móc trúng thì chắc là lên bảng đếp số. Bạn Thresh chơi khá hay đó chứ, tôi bắt đầu thấy thích bạn Thresh này đó, luôn luôn có mặt kịp thời và cứu video trong những cái tình huống là thập tử nhất sinh. Nó vậy cũng không đúng, lại có một búp ở bên kia nữa. Tôi không hiểu sao pha Kha'Zix với lại Camille hồi nãy mà giết không được video. Năm. Ok, tôi follow video vậy. Tôi follow video. Video bắn khá ghê đó. Các bạn chưa thấy kịp thì video đang là có răng là cao thủ nha các bạn. Ây da, tóm trúng đầu rồi. Lee Heo, Lee Heo chết luôn. Wow, cú kéo ảo gì nhỉ? Tôi rõ ràng tôi thấy cái bóng đi rồi mà vẫn kéo trúng, lại kéo trúng thêm lần nữa. Nhưng mà không lấy được nhiều, quá nhiều máu, tại vì đang trong trụ. Sắc hay Melee cũng đang, vẫn đang làm rất tốt và liên tục đẩy đường. Cái Camille của giao hoàng không làm được gì, không đi đâu được, không đi được đâu quá nhiều. Có một pha di chuyển xuống đường dưới mà không giết được video. Rồi tụi nãy giờ tôi nhắc cái đó hoài luôn á. Trụ hai đường giữa đang bị phá rất là nhanh bởi video, và tôi nghĩ là lấy kịp rồi. Có đánh lộn không? Không đánh kịp. Video đang farm khá là tốt, chỉ số nhỉnh hơn Kai'Sa và chỉ số linh. Nhưng mà Kai'Sa đang có hơn một mạng, tôi nghĩ là bằng nhau thôi. Thế trận này về lay thì cả hai AD đều mạnh như nhau, nhưng mà Jin thì có tầm xa hơn. Còn hả, Kai'Sa thì thích hợp cho những pha skirmish đánh nhỏ lẻ 33 2233. Kai'Sa rất là mạnh, còn đánh trong combat quánh lộn. Có gì xảy ra gì lắm, tại vì chỉ cần lao móc qua tường thôi. Đó, Pike đang tàng hình. Làm sao có thể bơi trên không trung ra, chuyện này thật là lúc đầu tôi tưởng con Pike là một con sẽ đi rừng nữa chứ, nhưng mà không ngờ cuối cùng là nó support. Mà tôi nghĩ cũng đúng, đúng không? Tôi nghĩ cũng khá đúng. Tại vì nếu mà các bạn truy cuối mà bạn ăn được mạng, mà bạn lại cho đồng đội được mạng thì bạn là hỗ trợ chứ còn gì nữa. Với lại clear rừng thì thật ra Pai không tốt lắm, tôi nghĩ vậy. Đó, kéo trúng Kai'Sa đánh luôn, nhưng mà là video tới kịp đâu, video tới thôi. Một cái lồng đèn như vậy là Kai'Sa khó sống, nhưng mà Kai'Sa bắn hết rồi. Ở trên đường trên cũng đánh lộn. Tôi nghĩ là Thét là khó sống. Camille chạy kịp không đây? Không kịp rồi, Giao Hoàng đã có mạng sách đâu.
Nha hoàng nó có mạng shutdown. Giờ cái trụ đường dưới sau một pha đánh lộn 2-2 như vậy thì bên phía video đã thắng, và cái giá phải trả là một cái trụ đường dưới. Li Heo đang tới, Li Heo đang tới. Và wow, có con mắt ở đây, có con mắt ở đây khiến video phát hiện ra Li Heo và bắn một cái. Wow, sao vậy, sao vậy? Một pha tử sát của Li Heo chăng? Nhưng mà khá là nhiều sát thương đó. Nếu mà không có Tress thì chắc là video chết chắc rồi. Tôi nói như wow, sao bạn này chơi chết hay quá vậy ta? Camille tới, Camille tới, Gia Hoàng tới. Và Neko vừa lao vào và nhận một đống sát thương từ phía bên kia và bắt buộc phải lùi về. Kéo trúng rồi. Khá là nhiều đam nhưng mà dây đã tới, cũng không có gì quá nhiều nguy hiểm cho video. Chỉ có pha chặn đường về thôi. Tôi nghĩ là... Rồi, chụp lồng vào cái đầu né chiêu luôn. Fanboy Scott vẫn hạ được Pai. Nhưng mà wow, Kha'Zix có đúng một kill và tôi nghĩ là triple kill rồi. Ở trên này thì Stark Malai giết được Kai'Sa. Triple kill, phạt bách quá ra kill chứ còn gì nữa. Đúng không giáo sư ơi? Quá ra kill đây nè, hiện nhẹ quá ra kill đây nè. Phạt bách rồi, kinh khủng của bạn Kha'Zix. Nhảy và gặt, nhảy và gặt. Từ một khởi đầu 051 rồi, rồi. Giờ 5 đều, giờ 66 rồi nè. Hấp dẫn quá chứ hả? Trận đấu khá là cân đó chứ. Tại vì lúc đầu Fanboy có quá nhiều lợi thế này, nhưng tôi nghĩ là trận đấu này còn dài chứ không kết thúc lẹ như vậy đâu. À, và trụ đầu tiên ở đường dưới đã bị lấy bởi Li Heo. Li Heo phân thân đánh lạc hướng đối thủ và đi về nhà. Bạn Pai này chơi cũng khá là hay. Nhưng mà Pai thì tôi nghĩ trong combat thì không có lợi nhiều lắm như là stress để phần bảo vệ đồng đội, chỉ có mặt tấn công thôi. Còn Kai'Sa, mà Kai'Sa thì cũng vị tướng khá là yếu đuối, cần sự bảo vệ khá thì cái đội hình đường dưới này phải di chuyển nhiều và tạo lợi thế ở những cuộc tấn công nhỏ lẻ. Tích cái đầu của bọn ngựa lại và mạng chấm dứt. Cái triple kill hồi nãy là dành cho Tress. Bạn Camille đang 11-5. Fanboy Cross đang 11-5. Tạm thời mọi thứ vẫn nghiêng về bên phía của team Vizhou. Và họ đang tổ chức một cuộc ăn Baron với hai người ở đây. Tạm thời thì Camille đang mất rất nhiều máu và họ đã ăn được Baron rồi. Team của Li Heo phải trở về. Tôi không biết là các bạn đang call team như thế nào. Chứ nữa tôi thử vào một team nữa, xem các bạn call team như thế nào. Tôi thử vào Discord hay là Voboy. À chắc là, nhưng mà chắc không được. Mà như vậy thì các bạn sẽ nghe hết. Lỗ, đắt đi, không được, đúng không? Ăn rồng đỏ luôn và xích cổ được Kha'Zix. Kha'Zix đi quá như lộ liễu, qua quá nhiều tầm nhìn. Bạn Kha'Zix đang hơi hừng quá với số cướp vừa kêu hồi nãy và đi những pha di chuyển khá là lỗi và liên tục bị bạn Yami xích cổ rồi. Được không được, bình tĩnh lại, cái đầu lạnh lại. Rồi hồi nãy từ 3.000 tiền, từ khoảng cách 3.000 tiền nó lên cái bèo khoảng cách 5.000 tiền rồi, gần 6.000. Bên team Li Heo có 3 con rồng. Ủa, bên team Vizhou có 3 con rồng chứ. Và 3 con rồng này là 3 con rồng khác nhau. Wow, trận đấu quá là hấp dẫn. Tôi phải đi lấy nước xíu các bạn. Chờ tôi. Thank you.
Quay quay quay, cái gì vậy? What the hell? What? Sao chiến thắng như thế nào vậy? What the hell, quay 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 quay, từ từ, chuyện đâu có đó. Chuyện đâu có đó, sao lẹ vậy? Từ từ, tỉnh tỉnh. Sao một pha gì, có bát gì, bắt cho chết luôn. Quay quay quay, từ từ. Hồi nãy là 4 người 7, đúng rồi đây, đúng rồi đây, đúng rồi đây. Chúng ta sẽ coi chậm lại, đó, chúng ta phải coi lại này một lần nữa, chuyện gì xảy ra. Sao lẹo vậy, cái nhà chính bể luôn, what the hell. Quick is to be clever and quick. Red team's lady never dirties her hands. Red team's lady never dirties her hands. Red team's turret has been destroyed. Tôi quên sửa layout. Xin lỗi. Bây giờ là trận 2 rồi nha các bạn. Hot thì vẫn là tôi. Wait a minute. Wow. Sửa live in stream thì luôn mới hấp dẫn chứ hả? Ui. Ui, hàng hiệu luôn. Bằng Sakurakus này. Có Kai'Sa hàng hiệu luôn. Đại gia. Quả là một đại thần. Để coi Kai'Sa hàng hiệu này như thế nào đây. Có cái khung luôn á chứ. Đẹp thiệt. Chưa kể Kai'Sa chưa là skin đẹp nhất đâu. Tôi nghe nói là Akali cũng đẹp lắm. Mà tôi chưa thấy ai chơi hết. Tôi mới thấy trên skin spotlight thôi. Chứ tôi chưa thấy ai chơi. Ta rít lấy heal, Kai'Sa cũng lấy heal mà ta rít lấy Eri, hơi lạ. Chắc là các bạn hồi nãy kêu là lộn bảng. Cho em link Discord của Lee Heo với, em bị bật ra mất rồi. Ok. Chuyện đâu có đó. Quay nhưng mà cho các bạn vô nhiều quá rồi. Team Lee Heo đang đủ 4 người à không? Instant invite copy trọng chung ha. Không có gì, anh xin lỗi, anh vô lấy link thôi, ừ. Các bạn bắt đầu đang đánh rồi đó, hấp dẫn lắm. Đây luôn nè các bạn. Quê, lâu quá vậy ta. Lâu quá. Trương Yến Lan, cá thết tự do, vẫn 40% loading. Tôi biết phải làm sao. Lâu quá. Link Discord là link. Sao team video chỉ có 3 người vô Discord à? Hai team chung room không, lên đây đi mà. Quá xin lỗi, hai team chung room. Giỡn hoài. Hai team chung room mà sao con? Con viết hết rồi sao chơi? Có quà trash talk rồi à? Ok, 100% rồi, Trương Yến Lan. Trương Yến Lan, con bà dị tôi cũng muốn coi là bạn đi rừng sao. Tới bà cà thết. Lúc đầu chắc bằng star bằng blue hả? Xong qua sói hả? Chứ sao chịu nổi. À, bắt đầu vô rồi các bạn. Ê. Ôi, hấp nạp tích luôn. Skin này như skin của Emma tích nào đúng không? Hay là... Không phải. Cái này là skin tự do. Cà thết tự do. Ok, bên này Rek'Sai rừng lâu lắm mà tôi cũng không thấy.
lấy cái mưa kiếm. Mưa kiếm là cái gì ấy? Mưa kiếm là điểm bổ trợ như thế nào ấy? Tăng tốc độ đánh thì sao ấy, đúng không? Tôi cũng không lâu rồi tôi cũng không có cập nhật các bạn, tôi chỉ thấy thu thập hắc ám mạnh tôi bích thôi. Không, nó giành support của tôi rồi. Ủa chat on luôn, một pha chat on hấp dẫn. Đây tôi kéo lên cho các bạn coi chat on à. Tạm thời chưa có gì ra đúng như tôi dự đoán thì lấy tele thì đi top, thanh thiếu một chữ A, thanh thiếu một chữ A. Đó, vậy thì Neko sẽ ra, Neko đang biến hình thành tích để có ra giúp Blue được nhanh hơn. À, cũng có mẹo khá là hay nhé. Mà Neko, Neko support à? Neko support á? Đi ra đi mid à? Wow, tôi lại tưởng một kèo đi mid chứ, kèo solo mid chứ. Hấp dẫn à. Vậy là Lee Hell sẽ cầm Neko support các bạn. E mọi người. Thấy không? Tôi thấy là kèo này là sẽ khá khó cho là Ire. Tại vì Ire mà lao vô thì đơn giản là Pistol Tick chỉ cần hoảng sợ sau một hút máu thôi. Quá dễ mà. Đó đó, hay da. Chơi tới luôn, chơi khô máu luôn, chơi khô máu luôn, Ire chơi khô máu luôn. Flash luôn. Không biết có đủ đam không đây? Chưa đủ đam. Mất hai phép đủ trợ và video chỉ mất cái flash thôi. Wow, rất là đau nha. Ở khu vực đường dưới là mới có một pha trao đổi chiêu thức. Thì Neko của Lee Hell của Quy quá ư là chất lượng luôn đó à. Vẫn đánh nhau, vẫn đánh nhau ở đường boss. Một hai cú Quy vừa rồi đều trúng cả hai người và cái một lượng đam cực kỳ là to. Cực kỳ to. Và bây giờ từ cái lane có thể là khó nhưng mà khó chơi thì thành cái lane quá ư là nhiều lợi thế dành cho bộ đôi của Lee Hell và mid. Gọi là mid cho dễ thương nhé. Wow, không như tôi dự đoán thì có vẻ Ire cũng đang làm ăn khá khẩm với 18 chỉ số lính chứ không đến nỗi là quá ư là ăn hành như là quay bụp này thì thiệt chứ. Các bạn có thấy cái pha nãy không? Tôi phải tua cái pha lại. Thiệt chứ nè. Các bạn đây đây thế nè. Rồi luôn mất cái flash, xong chạy đi, mất cái flash, xong rồi đứng khoe ông Thảo, đứng khoe. Ông Thảo phải khoe ông Thảo bấm tưởng thoát rồi ngờ ăn cái quy chết. Hấp dẫn thiệt chứ. Cái đó người ta gọi là khẩu nghiệp đó các bạn. Nhấn cái nút chi cho ăn quy à, nè đợi né chiêu là ấy được rồi. Vừa rồi một pha trao đổi, khá là lỗ, tôi nghĩ là vậy. Kèo đường trên này có kèo này là kèo là skin ma kiếm với thần kiếm này, một kèo khá là hay đó. Nhưng mà quay đừng mất đi. Tạm thời thì cả hai bên đều lui về, không có gì quá phức tạp hết, không có gì căng thẳng xảy ra. Nhưng mà Yasuo là phải đi về, thánh Yasuo là phải đi về rồi và Tele đi lên. Cũng không có gì quá ư là khó khăn, chỉ số lính của hai người như thế nào, chỉ số lính của hai người thì Yasuo có vẻ ít hơn. Tìm được Rek'Sai ở đây, nhưng mà ăn cho một cái Q là thôi. Kèo này là kèo khả năng kỹ năng khá là nặng đó bạn. Wow, nhiều đam quá. Trả đam rất là hay đến từ Thanh, tiếng một chữ A, Thanh. Trả sát thương rất là nhuần nhuyễn. Kèo này là đang làm khá tốt đấy, vẫn ăn được lính trong trụ này. Coi là nó có ăn hết được không, nó chắc chắn là ăn hết rồi. Kịch, hấp dẫn. Qua wow, Neko. Neko cú đảo đen của Lee Hell trói chúng. Trói chúng đến từ vị trí của Lee Hell luôn. Và một cú đảo găng thành công.
trong khi là Tích đang đợi, đang đợi để mà lính lên. Sorry các bạn, tôi nhắn tin chút xíu. Ở khu vực đường giữa, Ira đang thể hiện là mình không sợ một kèo khó với lại Fiddlestick. Mà tôi nghĩ là tôi chưa biết rõ cái kèo này thôi, tôi chỉ nghĩ là vậy thôi. Ở đường dưới thì Tích đang có nhờ sự trợ giúp, trợ support quá ghê là của Lee Heo, thì Tích đang farm khá là xanh. Nói chúng liên tục, quy chúng liên tục thế này là làm sao mà Taric với Kai'Sa thở được. 27 chỉ số lính của Kai'Sa, thua gần gấp đôi chỉ số lính. Hoài cú quy đó, cú quy đó, nếu mà tôi theo như tôi đọc ấy, nếu mà cú trói đó mà hay quay tun trúng hai người luôn, quay lại trả sát thương luôn, ulti luôn, level 4 làm sao chịu nổi đây. Tôi nghĩ là không chịu nổi rồi, nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải trả giá cho sự hổ báo của mình. Tưởng là hơn hai level có thể ăn được cặp đôi này, nhưng mà video cũng đã level 6 và nhảy ulti thẳng vào mặt, khiến cho Ira phải ôm mặt đó. Khá là tốt đó chứ. Cả cái kèo đường trên này rất, thật ra rất là đáng coi. Tôi nghĩ là tôi sẽ coi đường trên nhiều hơn. Tôi coi đường trên nhiều hơn, tại vì kèo kỹ năng này khá hơn là hay. Tôi là con người không chơi được Yasuo. Uầy, một cú trói nó hụt. Chết không? Chết. Tôi nghĩ là chết không? Không chết. Nhưng mà ở trên không chết người em bé nhỏ, mà chết người người trai tráng trên này. À, cái này nó cũng Rek'Sai thật ra là nữ hoàng, cho nên là cũng là một người em gái. Tuy là cái máy của ai thì tôi không biết. Ở đường dưới thì Lee Heo vẫn thể hiện mình là một support cực kỳ tuyệt vời, khi đè một lúc một tay, đè một lúc cái bộ đôi đường dưới này không farm được một cái gì cả. Tận hưởng là lợi thế vừa chết lúc nãy thì Rek'Sai vừa chết lúc nãy thì Kathed đã đi qua cướp rừng, một pha cướp rừng khá là táo bạo. Còn chết chắc rồi, cái này đi đâu? Ủa sao mới mất flash nhờ? Sao phải mất flash nhờ? À level 5, level 5 chưa có ulti nữa các bạn, Kai'Sa level 5 chưa có ulti, cho nên pha nãy mất flash là lao lên ăn mạng. Mà tôi nghĩ đó là một quyết định khá là nguy hiểm, tại vì Lee Heo ở dưới đường boss sẽ dễ dàng có một cú ulti và Kai'Sa đã không tài nào thoát được. Tàn hình luôn. Không tàn hình được, không thấy mà, không xài chiêu được nhá. Nếu mà trong cái ngụy trang này thì không xài chiêu được, chỉ là copy tầm đánh thôi, thấy không? Tôi biết mà, bắn trả lại cũng khá đau, mất cái flash liền ngay lập tức, và Taric cũng phải bỏ mạng, tôi nghĩ vậy. Và Lee Heo sẽ ăn được cái mạng này. Ở trên đây thì Rek'Sai tới, Rek'Sai không biết là có ăn được không, vẫn còn heal, vẫn còn, nhưng mà không còn flash nữa, thì Rek'Sai cũng không ăn được cái mạng này. Một cú ulti hơi rễ của Kathed, nhưng mà tôi nghĩ là xài cho có thôi, tại vì nay giờ cũng không có ca xài. Nhưng mà bây giờ này, bây giờ thì Kathed đang lên đường trên, một pha trao đổi chi thức và Riven đã sẵn sàng để trở lại đến cân 2. Cả hai bên đều không có quá nhiều CC hiệu đến khống chế, nhưng mà Riven vẫn vơi vào cái bẫy của Yasuo. Và cuối cùng cũng phải bỏ mạng với Kathed và Yasuo. Ai ăn được mạng nhỉ? À, Yasuo ăn được mạng. Và kèo đường trên sẽ dễ thở hơn nhiều so với cho Yasuo. Kèo Yasuo với lại Riven thì là kèo rất là nặng kỹ năng thôi, rất là 50-50 tùy vào người chơi. Nó theo đúng như tôi nghĩ. Đường dưới đó, đường dưới lại một pha ulti hai người và Kai'Sa tích free bắn luôn. Wow, Lee Heo làm quá ư là tuyệt vời. Nếu mà người chơi kiểu tích như thế này mà có support như thế này, đúng là chỉ nhấn chuột phải thôi.
Ở đây một trong rừng có một phụ đụng độ của Carthus với lại Rek'Sai, và Rek'Sai bị reset con Red, tốn thêm một xíu thời gian. Nhưng mà Trương Yến Lan thì bây giờ farm cũng khá tốt đấy, chỉ là không đi găng là thôi nhá. Nhưng mà vẫn có pha găng thành công lúc nãy. Tuy như vậy thì tỷ lệ farm là không thua Rek'Sai gì mấy, không thua Rek'Sai này, vẫn là 48-49 nè, đều nhau đấy chứ. Tôi nghĩ trong trận custom vui vẻ như này thì không không có ai sẽ đè Rek'Sai, đè Carthus nào mà tìm cả. Nhưng mà các bạn đừng nên, nói chung là đừng nên thử trò này, tại vì có những người kiểu như là, tôi nghĩ là bạn Trương Yến Lan là phải thành thục cái kèo này lắm rồi. Một pha ulti trăng trối thẳng vào mặt là và mất rất nhiều máu đến từ vị trí của Riven. Hồi e là chết. Ai da vẫn còn flash, vẫn còn flash. Và Yasuo đang bị truy đuổi bởi ba người, vẫn kịp giết được Riven và gây một lượng sát thương khá lớn, khá lớn. Tôi nghĩ là khá lớn. Mọi người video đến lúc full máu. Kai'Sa đã bắt đầu có một chút xíu sát thương, nhưng mà khoảng cách đường dưới đang là quá xa. Tôi nghĩ là không combat được trong tương lai gần nữa. Bây giờ Twitch có thể, nếu mà né được cái choáng đến từ Taric thì có thể chấp hai. Tôi nghĩ là Kai'Sa vậy không nói gì cả. Wow, vẫn là pha với chúng mà. Thôi, tôi nghĩ là chết chắc. Taric lấy Eri, có nghĩa là lên lấy bản hộ vệ. Nhưng mà bạn hồi nãy có nói là bạn lấy sai bản, cho nên là tôi nghĩ không phải pha gì sáng tạo lắm đâu, chỉ là một pha sai lầm miếng tách trong đây pha lấy bản thôi. Carthus là ăn được con rồng đầu tiên, và như vậy thì Carthus đang chứng tỏ mình là người đi rừng hiệu quả hơn. Ấy, Lee Heo một pha băng trụ, và cái trả giá là chết hai mạng ở đường khu vực đường giữa. Ở đường trên, ở đường dưới thì Kai'Sa tiếp tục chết, nhưng mà tôi phải coi lại cái pha solo kill ở đường trên, cái pha kỹ năng ở đường trên. Đó, các bạn nhìn kỹ này, thấy không? Phải thông thạo luôn. Wow, phải thông thạo luôn. Chúng ta sẽ coi lại cái chuyện đó bắt đầu như thế nào nhé. Khu vực đường giữa này, đó, khu vực đường trên. À, pha chủ động quan hệ, đó, đến từ pha chủ động quan hệ đến từ Riven. Và Yasuo cứ thế mà full combo mọi người thôi. Với cái chỉ số như thế này thì Yasuo không sợ ai nữa. Khoe thông thạo luôn. Và Rek'Sai tôi nghĩ là cũng không đánh lại. Nhưng mà phải về. Yasuo giữ cho mình một cái lối chơi an toàn. Giữ khoảng cách với lại đối phương. 3-1 là êm rồi. Bây giờ Riven lên trước cho mình cái kiếm Mayumu. Wow. Tôi nghĩ tôi biết phần nhiều lý do tại sao. Tại vì nếu mà bạn lên trước cái này thì bạn sẽ khá là mỏng, và bạn phải combo thật là chuẩn. Video vẫn đang làm khá tốt khu vực đường giữa và có hai mạng cho mình. Lên sớm cái giáp tay Seeker này thì cái sự nguy hiểm của Ire sẽ bị giảm đi ít nhiều. Và như vì cái lý do như vậy cho nên là Riven đã có khả năng đi xuống và lấy được cái mạng đầu tiên cho mình. Đấy là một chút ít lợi thế. Thánh Yasuo cho là đã có Ma Vũ Phong Kiếm rồi. Nói về Carthus đi rừng thì anh ta đã lên được cái thần vọng, và cũng là hoàn tất vào cái rừng thì tôi nghĩ là cũng không có đến nỗi mà quá ư là khó. Rek'Sai đuổi chuột. Kai'Sa tới, Kai'Sa bắn chúng, nhưng mà quá nhiều sát thương đến từ bộ đội Tuyết và cả Nico. Không, cú tê lê xuống, tê lê của Yasuo
lô được một miếng rồi, làm chậm được một miếng rồi. Tuyết bắn Kai'Sa thì cho tiền không dám vào mà cũng đã hết ulti rồi. Kai'Sa tới, Kai'Sa quá ít sát thương. Ly Vi Dâu tới nhưng mà nhảy vào giữa ba người như thế này thì Vi Dâu cũng chưa đến nổi mà quá nhiều sát thương như vậy. Còn Kai'Sa tôi nghĩ là thôi chia tay rồi. Quy vẫn giết được Kai'Sa hết, vẫn giết được Kai'Sa hết. Một cú bắn cuối cùng vẫn giết được mạng của Kai'Sa hết mà khiến Kai'Sa đang có tỷ số KDA là 3-1-3-2. Đã rất chết chắc rồi, trăn trối chết chắc rồi, chỉ hai trăn trối chết chắc rồi. Còn kèo Revenge với lại Ire thì không có gì để nói trong cái meta này. Revenge đang tỏ ra quá ư là yếu thế cho những cái vị tướng reward lại. Ire mạnh lắm thật, Ire rất mạnh. Và bạn Fit Rely cũng đã cho các bạn với Fastun hai người hồi nãy thì bạn cũng lòng người biết chơi, do là Vi Dâu cầm một con bài khó chịu thôi, cho nên là đẩy lính nhanh, cho nên là Ire không di chuyển được nhiều. Rồi Vi Dâu có kịp không? Nico tới, Nico Rek'Sai có thể thoát được, nhưng mà tôi quyết Vi Dâu phải mất cái tóc biến, phải mất cái tóc biến hồi nãy để thoát được khỏi cú trói của lại người đồng đội là Li Heo. Và họ đội của Li Heo đang tổ chức ăn con sứ giả. Kai'Sa khá là nhiều đam chứ nhở, tôi nghĩ là vậy đó. Về cuối trận thì Kai'Sa sẽ là một cái nguồn sát thương khá là mạnh nếu mà không tận diệt cái con bài đi mà để cho Kai'Sa quá nhiều khả năng farm. Quay lao vào người, một cú flash đúng lúc giúp giữ lại cái mạng. Revenge lên, Revenge tới stun được và vẫn lấy được cái mạng của Kai'Sa. Ire choáng được Revenge trong trụ nhưng mà với lượng máu này thì Revenge sẽ đi về được. Wow, một pha di chuyển khá là lỗi của phía team Li Heo. Không ở dưới thì Tuyết đang thể hiện cái sự bắn hơn người của mình bằng cái double kill giết một lúc cả support và AD của đối phương. Cuộc đường boss này thì không có gì quá nhiều để nói vì Li Heo làm quá tốt nhiệm vụ của mình với con bài Neko. Tôi nghĩ là tốt đúng không? Tôi nghĩ là Neko mà đi support thì cũng khá là tốt, lượng đam ổn, có CC, có một cái ulti, một cái chiêu cuối diện rộng hất tung cũng có thể tăng được, và hay nhất là có thể ngụy trang làm người đồng đội của mình để nhận sát thương trước. Đó, lượng đam quá ổn rồi chứ, có thể đánh lừa đối phương và tạo tiền đề cho xạ thủ của mình bắn. Kai'Sa đang solo rộng với một con bài dị thì Kai'Sa tôi nghĩ đang làm khá tốt. Và đường bot thì đường dưới của Li Heo cũng khá khỏe, cho nên là việc mà Kai'Sa có chỗ farm, có đủ thời gian cũng như là tài nguyên để farm thì cũng không quá ư là khó khăn. Điều quan trọng là bây giờ các đường khác của team Li Heo cần đẩy mạnh hơn. Đường giữa do con bài Pistol Stick của Vi Dâu quá ư là clear lính quá nhanh, cho nên là giờ vẫn chưa có được cái trụ một đường giữa cho mãi đến lúc này. Và thả thêm tiếp cái con sứ giả, tôi nghĩ một pha nhấn đồng hồ, nhưng mà wow bật cuti lên và đánh trúng người của Vi Dâu luôn. Tôi nghĩ trận đấu này rất là khó cho Vi Dâu với con bài Pistol Stick, và Pistol Stick không phải là hạt carry lắm, phải có cái thế thì Pistol Stick mới lao vào được, bật cuti luôn. Nhưng mà con sứ giả thì không ai đánh. Yasuo đang quẩy Yasuo và Irelia quẩy như thế này là tôi cũng không biết bình luận như thế nào, tôi nhìn không kịp nữa. Kai'Sa có quá nhiều khoảng trống để chơi và con sứ giả này tôi nghĩ sẽ
tông được cú thứ ba là hết, chưa công được cú thứ tư. Ô nhà một hai à, nó tông được hai cú rồi. Cái thết của cái biểu tượng giờ cũng giữa rồi, thôi chúng rồi. Thôi bye bye cho thết, bye bye cho thết. Bạn này mà cứ nhấn cái biểu tượng ngón tay lên là đi luôn. Bạn phải đưa ngón tay nó qua cổ nữa chắc mẹ luôn. Con này là Neko, và Neko của Ly Heo đang tạo một cú lừa, đá sập cú lừa. Cái ngụy trang này là ngụy trang được bao lâu nhỉ? Đó kịch rồi, thôi mất cái đồng hồ cát rồi thì một con mồi quá ư là dễ dàng thôi. Dâu Metal Stick rất là mỏng, là vì bộ chiêu khá khó chịu cho nên là các chỉ số khác phải bù lại. Giáp và máu cơ bản rất mỏng và tuyết ra đi kiếm mồi. À. Te 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 te. Vẫn không giết được Rek'Sai. Rek'Sai đang là người có chỉ số KDA tốt nhất ở bên kia, ở bên team video. Nhưng mà bù lại thì các đường của bên team Ly Heo làm tốt hơn rất nhiều. Và còn cái ulti này nữa, ui mất cũng khá nhiều máu đó chứ, mất phải 1, 2, 3, 300 máu hơn đấy. Ten 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 ten, cái lượng đồ này tích có thể bắn cả thế giới rồi. Lượng đồ ở phút thứ 21 như vậy bắn cả thế giới. GG à, đã có dấu hiệu GG từ phía bên đội đỏ. Yasuo chưa gì đấy, GG 20 phút GG à, 20 phút rồi à. Tôi nghĩ là trận đấu này cũng khá có kết quả rồi, chênh lệch 10.000 tiền ở phút thứ 20 vậy thì các vị trí carry xanh quá nhanh, còn dưới đây thì không ai quan tâm tới thánh thiếu một chữ A. À, thôi Kai'Sa đi đâu? Lướt ba cái, wow, hấp dẫn trăng trối luôn. Bật ulti trong trụ và đúng là cách mà Yasuo sẽ chơi đúng cách rồi đó. Đây là một màn hoàn như một pha gọi kinh điển của Yasuo. Những người chơi Yasuo sẽ làm vậy. Neko, cú lừa của Ly Heo. Tích có bắn được hay không? Taric mất ulti rồi. Còn ở trên thì mất luôn hai trụ. Ly Heo đã bị sách đào. Kai'Sa nhưng mà tích thì bắn hết. Ai bây giờ ai lao vô tích? Ai lao vô tích? Chết không? Tôi nghĩ là chết. 800 tiền. 800 tiền. Một pha sách đào khá là đáng giá. Nhưng mà bây giờ thì nhà của bên Bi Dâu đã như một cái vườn dâu sau khi mới hái. Đóng quờ, đóng quát luôn. Họ vẫn có bù lại Baron. Bây giờ Irelia là người đang giữ bù lại Baron. Và tôi nghĩ là pha này solo được, pha này cân được. Flash là 50 quy nè, mất flash rồi. Ire cân được, Ire dễ chơi hơn rất nhiều so với lại Revenge. Hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mà mạnh thì mạnh không khỏi phải bàn luôn. Bây giờ còn mạnh hơn hồi xưa. Bây giờ bộ chiêu thức phức tạp hơn chút xíu nhưng mà rất là mạnh. À, wow, vẫn ăn được rồng nha. Cát hết vẫn ăn được rồng và có mất mạng luôn, nhưng mà như vậy là quá ư là tuyệt vời rồi. Thì cách hết thì không cần phải sống. Cách hết chết thì vẫn đáng giá mà, vẫn có thể sử dụng chiêu thức được. Cách hết là một bộ tướng, cùng một vị tướng cũng khá lâu đời của Liên Minh Huyền Thoại, và bộ chiêu thì vẫn giữ từ đó đến giờ, một cách chơi rất là đặc trưng. Nhưng mà cách hết rừng thì rất lâu rồi, tôi vẫn chưa thấy ai sử dụng.
Hồi xưa có Night Blue rồi các thánh rừng vẫn có Carthage, vẫn có Carthage đem Carthage. Trick Juicy rồi các thánh rừng vẫn chơi, nhưng mà hiệu quả thì độ hiệu quả như thế ai chơi hiệu quả. Mà tất nhiên là con bài nào cũng hiệu quả nếu mà trình độ bạn trên là với một cái đường boss yên tâm như thế này, như leo những cú ulti những cao như thế này thì chơi như thế nào cũng vẫn thắng thôi. Và trận đấu thứ hai đã kết thúc 1-1 dành cho cả hai đội, là Vi Dâu thắng trận đầu tiên và team của Li Heo thắng trận thứ hai đó. Khá là đẹp, anh Dũng có skin tuyệt vô thần luôn. Dũng mua nào anh Dũng? Trời ơi, vậy mà kêu không biết chơi. Biết lấy thu thập hắc ám luôn này, vậy mà kêu không biết chơi. Anh Dũng lừa đảo, tối nào cũng cài găng với vợ phải không? Wow, Kai'Sa này lấy nhịp độ chết người. Chứ bình thường tôi thấy là lấy sẵn sàng tấn công hay là bước chân thần tốc để mà trụ lane. Còn kèo Z và Vladimir cũng là kèo khá khó chịu. Bạn này lấy thú săn mồi là khoảng các bạn là cũng là khá là biết chơi á. Lên trước đôi giày nữa là hấp dẫn nè. Hoặc là như cái kèo cơ bản ngày xưa, đi với con AD thì một giáp năm bình máu. Vladimir cơ bản. Anh Dũng à, con nhỏ thôi. Lộ hết, mai thì lộ hết. Ai dán cho anh Dũng cái quai noi cho người coi. Lâu quá rồi ta. Ê, đừng lắc em ơi. Ừ, đừng lắc. Anh Dũng à, đi chủ động quan hệ đi nha. Lâu quá các bạn. Đó, bắt đầu vô rồi. Cái map mùa đông này năm nào cũng thấy tôi là sao xuyến bồi hồi. Mỗi năm nó thêm chút nữa rất là đẹp. Năm nay đó con tướng có con lính bánh gừng này. Bắn hết sọt thôi chứ. Đó, lất lập đại nguyên tố. Ok. Đi xin tuyệt vô thần đi bà bẹp. Đi chỉnh lại một chút. Cho vị trí con tướng. Giờ một cú đá sống âm trúng người đi heo. Bây giờ ở khu vực đường trên, bạn Camille đang đứng một mình quạnh quẻ, cô đơn quạnh quẻ ở đây, trong khi đường dưới này đang rất là nhộn nhịp. Tất cả hai team đều đã biết nhau ở đâu hết rồi. Cú đá sóng âm của anh Dũng tích tích. Anh Dũng đá thêm vào cái bụi đó để check tầm nhìn, nhưng mà không có ai. Đó, tầm nhìn bên kia. Vậy thì Kang sẽ bắt đầu ở bùa đỏ mà sẽ có sự trợ giúp của Ire, tôi nghĩ vậy. À không, chim luôn à. Chim làm sao mà giúp. Đường dưới sẽ là một đường đẩy khá là mạnh. Anh Dũng đang được giúp à, anh Dũng được giúp rất là nhiệt tình với bộ đôi đường dưới này. Anh Dũng sẽ ăn rất nhanh. Bên kia thì đang chờ đợi mà không thạo chứ, what the. Mà không thạo luôn. Wow, hấp dẫn nha. Đợi ra lane để đánh này. Đợi ra lane nó đánh này. Nhưng mà bạn kia chơi chiêu rồi. Bạn AD chơi chiêu cho nên là wow, đau vậy ta. Chiêu Q của Nico quăng một cái mà cả hai mất đi một chấm máu, khoảng 50 máu như này. Rất là đau. Một pha Q tốt. Và qua E tốt của Lux. Của Vi Dâu có lượng máu không đáng kể lắm. Và Kai'Sa bên kia nó lên level 2 với cái bước chân thần tốc thì Dep sẽ trụ đường rất nhiều. Trói chúng
Billy Heo có chết không? Một phát nữa. Wow, Vi Dâu có chiến công đầu luôn. Wow, khó khăn rồi đây. Tại vì khả năng trụ đường của thành phát là không nhiều, với lại cái lethal tempo đó, cái nhịp độ chết người đó. Li Heo mất cả hai spell mà vẫn không thoát được. Còn Camille với lại thôi. Camille chắc win chặt cái kèo này rồi. Một cái flash nữa là chắc Ira chết và Ira phải trở về. Nó, wow, hấp dẫn. Các bạn có thấy cái flash E đó không? Hoặc là chuẩn mực luôn đó. Tôi nghĩ thằng nào là Ira cũng chết trong pha rồi rồi. Nhưng mà một cú lùi lại để thể hiện trình độ mà thể hiện combo của mình của Camille khá là đẹp. Ira chắc lúc đầu khó chơi với cái kèo này. Đây cũng là kèo kỹ năng thôi bạn. Cái kèo kỹ năng thôi. Ở khu vực đường dưới thì một pha lừa tình khá là ghê. Và tạm thời cả hai bên đang khá là ít máu. Một pha trói khá là tốt nhưng mà không đủ tập. Ken tới. Ken bật thông thạo lất luôn. Hello lất luôn. Wow, bật biểu tượng lất luôn chứ. Hấp dẫn. Ken đã có những bước di chuyển để găng đầu tiên. Còn anh Dũng thì vẫn đang farm. Anh Dũng đi farm 20 con lính cũng giống như bên kia. Không có gì quá ư là biến động về khu vực rừng. Phải đợi level 6 cho anh Dũng có những cú nội lòng cước đi vào lòng người. À, tạm thời thì đường boss ở bên phía Vi Dâu đang có một chút lợi thế vì ăn được cái mạng đầu tiên. Và Vi Dâu sẽ có những cú e quy chất lượng hơn, nhiều sát thương hơn. Wow, kèo top này là kèo kỹ năng nặng rồi. Một cú làm choáng không thành thì lập tức đáp trả một cú móc dây lít. Quên, móc dây xích. Mọi người, Ira mất ngay nửa cây máu. Ira này khóc một dòng sông mà đặt cái tên đúng như số phận bây giờ luôn. À, rồng, con rồng đầu tiên của trận đấu là con rồng đất. Và Vi Dâu đang đi xuống khu vực đường dưới. Ở khu vực đường giữa thì tạm thời đang yên bình. Tại vì cái Z không làm được gì quá nhiều so với một cú chán hụt nữa thôi. Tôi nghĩ là Ira chết lần hai rồi. Một cú móc xích, móc dây xích. Mất cái flash. Bật không hảo luôn. Wow. Đứng đó cái nữa. Ken đang trợ giúp người đồng đội mình. Quy trúng, E trúng. Tool thì không trúng. Và không làm được gì nhiều nữa với Camille. Và Kane phải trở về khu vực rừng. Ira phải đi về. Chứ ở đây là một còn mana là Camille sẽ giết chết. Khu vực đường boss thì lúc nào cũng là khu vực nhiều nhiệt nhất. Tại vì những cái cặp đôi này thì phải trao đổi tin tức liên tục luôn để mà gây khó chịu với số phương. Cả hai bên đều làm khá tốt. Quá, wow, khu vực đường giữa. Bắt lại một chút xíu để mình coi cái pha solo kill này của Vladimir. À, wow, chủ động quan hệ luôn. Chết well luôn. Thiêu đốt nhiều sát thương vậy. À, là nổ thêm cái chiêu cuối của Vladimir cho nên là mới đủ đam, mới đủ sát thương. Và khó chơi rồi đây. Tại vì vốn dĩ là Z là không làm được gì quá nhiều với so với Vladimir rồi. Đánh nhau, chủ động đánh nhau. Một cú E, một cú Quy vào người của Lux nhưng mà không làm được gì thêm vì không có CC. Và Lux đang phải trở về và đánh hạt tiếp tế. Cái hạt này là hạt gì nhỉ? Nói chung là hồi máu đó. Ulti. Và Z ở khu vực đường giữa đã trở lại với một pha solo kill. Tôi nghĩ là do Vladimir quá là hừng, không chịu đi về. Nghĩ là mình có thể sustain được hơn một level. Và một cái ignite ulti luôn. Vậy chịu không nổi. Chịu không nổi là đúng rồi.
Đó, tôi sẽ tua nhanh những cái pha này cũng không có gì diễn ra. Có pha chói con Lee Heo rất khó chịu. Tại vì Lee Heo tính là sẽ luôn luôn tính là sẽ trói vào lính để e vào lính để cái cú trói đó mạnh xa hơn và trói được đối thủ. Mạnh hơn thì tôi không rõ, nhưng mà như là trói được đối thủ và xa hơn. Một choáng và Camille ăn một cú đánh từ trụ nhưng mà có cái khiên cho nên là cũng không làm gì nhiều. Ăn thêm một cú đá mọi người đi ra. Irelia khóc rồi. Nhưng mà farm cũng rất tốt nha. Farm có 52 trên 57. Không bị mất quá nhiều lính. Không, bây giờ chắc chí trong trụ luôn. Wow. Sao vậy? Sao trụ không đánh? Wow, cái này chết rồi. Cái này chết chắc rồi. Đánh luôn, Lee Heo. Wow, thành phát. Lee Heo vừa rồi không cứu được người đồng đội quá hừng của mình, đâm quá sâu. Và team Lee Heo tiếp tục mất thêm một mạng nữa. Tỷ số bây giờ là 2-0 dành cho bộ đôi của Lee Heo, bàn đâu bộ đôi của Vi Dâu. Anh Dũng tới giết Lee Heo. Wow, anh Dũng có cú flash sóng âm đi vào lòng người. Wow. Chứ nữa phải tổng hợp những pha highlight của anh Dũng với con Lee Sin. Mặc dù đầu chặn với giờ tôi không biết anh Dũng làm gì, nhưng mà giờ anh Dũng ăn rồng. Anh Dũng đúp cho người đi anh Dũng. À, đang ăn thua đánh lộn. Đó, lớp của video mất nửa cái máu. Cái sao bắn? Cái sao mất nhiều máu? Ken tới. Mà tôi nghĩ Ken sẽ giết được video chăng? Vẫn chưa giết được. Nhưng bây giờ đã phải bỏ mạng rồi. Z tới và Z lượt lấy mạng của Kaisa và Vladimir cũng cùng số phận rồi. Bây giờ Lee Heo tới và Lee Heo cũng không làm được cái gì ngoài mất cái ulti và mất hết spell luôn. Wow, 9-1 dành cho team video. Wow, anh Dũng trong trò chơi này anh Dũng làm gì? Tôi cần sự hiện diện của anh Dũng. Tôi cần sự hiện diện của anh Dũng farm cháy máy luôn. Vẫn thua 20 chỉ số lính cho mấy cây. Ok, trong khi Kane đã tham gia vào những cái trận comeback nhỏ và mất ngay một mạng, tôi nghĩ là Kane nên học hỏi cách chơi của anh Dũng là chỉ farm thôi, không chỉ farm thôi thì sẽ đỡ mất cái mạng. Chơi khu vực đường trên thì Eroy chứng tỏ mình là người kỹ năng không tồi với những cú lướt quy là khá là hấp dẫn, nhưng mà so bây giờ khoảng cách là hơi xa rồi. Khoảng cách là hơi xa hai mạng thì wow, Lee Heo sẽ ở Crimea River sẽ phải cố gắng rất nhiều. Ken tới e hụt một cú stun khá thành công, nhưng bây giờ đang phải trả sát thương quá nhiều bậc thông thạo luôn. Thể hiện là bây giờ ở lại là chết chị nè. Wow. Ok. Đánh hay vậy sao chơi? Đánh hay vậy sao chơi? 3-0 nhìn vô Camille. Mà một người đi hàng top như Stark như vậy thì cứng như Stark như vậy thì làm sao mà kết quả có thể chênh lệch được. Mà anh Dũng có cái cơ hội để tỏa sáng các bạn. Throw game đi, anh Dũng tỏa sáng thôi, anh Dũng gắn thôi. Throw game đi nào, để anh Dũng farm hoài vậy. Trận chói chúng, bây giờ chói rất tốt nha, nửa cây máu. Lee Heo tới. Lee Heo đánh lừa, chói chúng được của Kai'Sa, ulti trúng luôn. Vladimir tới, mà Kai'Sa có thoát được không? Kai'Sa không thoát được rồi. Mạng chấm dứt dành cho xạ thủ ở bên kia thành phát. Có được cái mạng 600 tiền. Quá ư là thơm. Và lấy lại được một chút lợi thế dành cho khu vực đường boss này. Wow. Búm. Nhưng mà ngay
vui chẳng tày gan thì Thành phát mất ngay các bạn trong video. Và khu vực cái đường giữa thì Jet sau một màn bị solo kill ở đầu game thì đã trở lại mạnh mẽ. Bây giờ Jet 4-1 còn Vladimir là 1-3. Hay đó là cái giá phải trả khi bạn bánh không cẩn thận khi bạn có lợi thế lúc đầu game. Quá ư tuyệt vời luôn. Các bạn thấy những cái chiêu thức và những cái cú đá quỳ của Camille là khó chịu như thế nào. Anh Dũng ra mid, anh Dũng đá Li Heo, đá hụt Li Heo lần thứ hai. Anh Dũng lại đi farm tiếp, anh Dũng đợi cơ hội để đá Li Heo. Anh Dũng phải đá Li Heo trúng được một cái trong cái game này coi. Ủa vậy là 3 phút rồi anh vẫn không đá được cái nào luôn anh Dũng. Wow. Ok, không sao, phải đợi chờ những cái pha highlight của anh Dũng. Em hứa là anh Dũng giết được một mạng em làm highlight liền anh Dũng. Khu vực đường giữa thì Ken, chúng ta phải xem cái ba găng này. Trói chúng nó từ vị trí của Li Heo nhưng mà quá sức là nhiều đam. Li Heo bị hạ gục, Vi Dâu có bị hạ gục không đây? Vẫn bị hạ gục nhưng đã trả lại một cú chói khiến cho Kai'Sa. Wow! Sự chênh lệch về item đã khiến cho Thành Phát không thể kết thúc được các mạng của AD. À, Thành Phát ấn phục. Quay, xin lỗi. Thành Phát đã kết thúc được cái mạng của AD bên kia, của Dev. Tỷ số bây giờ là 3-3. Và Kaya là 3-3-0 dành cho Thành Phát. Anh Dũng lên rồi. Anh Dũng lên giúp cho một người không cần giúp. Anh Dũng đá cái Quy nè. Ổ sống âm nè. Anh Dũng ăn được cái mạng đầu tiên nè. Mà không thạo luôn trời. Anh Dũng đứng lại đi trời. Anh Dũng bị giết luôn. Wow. Này là gọi là thông thạo nghiệp hả? Mà không thạo bị giết liền nè. Ai bật không thạo? Chắc là Camille bật không thạo à. Anh Dũng vừa ăn được một mạng là phải trả liền ngay một mạng. Và Không sao. Ô, cũng phải là highlight của anh Dũng à. Anh Dũng giúp người không cần giúp nhưng mà vẫn giúp người ta ăn thêm được thêm một mạng. Vi Dâu đây một pha solo giữa Vi Dâu và Li Heo. Wow, và AD của Li Heo đã ăn được cái mạng của video. Một pha support của là quá hư là tuyệt vời, khiến cho video vừa mất cái flash, mất luôn cả spell và mất luôn mạng. Nhưng mà bây giờ thì Li Heo không thoát được cái cú bắn đó của Kai'Sa và sự truy đuổi của Sitak. À, fan Sitak à, Titan đánh giống Sitak ghê đó, dẫn ghê đó. Trúng không? Cái đó của nó không trúng à. Trúng không? Không trúng. Anh Dũng đang truy đuổi AD Thành Phát. Anh Dũng đá trúng cái Quy đây nè. Đá trúng cái Quy rồi anh Dũng lao vô người đây nè. Anh Dũng lao vô người luôn nè. Thế nhưng mà anh Dũng vẫn chưa không được ăn được cái mạng đó. Mà là Z ăn được mạng nhưng mà anh Dũng đá Quy trúng là hấp dẫn rồi. Bà con mới khen anh Dũng rồi. Dũng này ok DA 1-1-4. Ken. Wow. Ken là người chơi hay nha, vẫn giết được cái mạng của Jet. Nhưng mà phải kết thúc bởi Vi Dâu. Có con rồng đất anh Dũng ơi, ăn rồng đất anh Dũng ơi. Ở trên này thì Camille đẩy tới nhà luôn rồi. Hấp dẫn. Trận đấu này vẫn còn gánh được nha các bạn, vẫn còn đánh được. Tôi nghĩ là vậy. Mua Camille. Tôi vừa nói gánh được thì Camille nó thể hiện sự chênh lệch về cấp độ cũng như là kỹ năng của mình. Khi giết luôn cả Kai'Sa và tôi nghĩ là nếu mà không giết được. Mạng sách đao của Irelia đổi một cái tốc biến. Nhưng mà chơi vậy cũng rất là hay rồi. 5-1 rồi. 700 tiền kết thúc set down. Liệu Irelia có trở lại? Irelia chỉ cần có đủ đồ đó bạn, đủ cái tam hợp kiếm rồi sẽ là rất mạnh này.
Vi Dâu đang ở đây một mình đơn độc. Ken tới và hạ gục Ly Vi Dâu trong một nốt nhạc. Ồ, anh Dũng đá quá ghê. Anh Dũng gạ dục đi heo. Và bây giờ là hạ gục Ken chăng? Kai'Sa sẽ hạ gục Ken, tôi nghĩ vậy. Và vừa rồi mình phải highlight cho anh Dũng. Đó, mình phải highlight cho anh Dũng. Highlight cho anh Dũng nè, highlight cho anh Dũng. Highlight cho anh Dũng. Đó, bắt đầu từ một pha. Đó, anh Dũng tới và đá Ly Heo, cái ulti của Ly Heo qua một bên. Anh Dũng đá ulti Ly Heo vô AD. Nhưng mà như vậy là đủ đam nó kết thúc luôn Ly Heo. Đó, quá ư là tuyệt vời luôn các bạn. Dũng quá ư là hấp dẫn luôn các bạn. Hay là anh Dũng nha. Đó. Trong những giây phút đó thì không có gì diễn ra quá nhiều. Bây giờ vẫn có những cú trói chuẩn xác mà những que full sát thương mọi người. Cả hai bên có những pha trao đổi chiều. Ly heo bị ulti trúng người rồi. Ly heo không chạy được rồi, tôi nghĩ vậy. Kai'Sa sẽ giết được Zed. Wow. Bạn Kane bị lắc hay sao vậy? Hồi nãy là không có thấy một cái pha gì hành động của bạn luôn, mà bạn chỉ để cho Camille giết thôi. Kai'Sa lâu nghe mọi người. Death Good. Cancel được chuỗi giết người của Thành Phát. Và bây giờ anh Dũng đã trả thù nghe người đồng đội. Anh Dũng 316 luôn này. Hấp dẫn. Tỷ số trận đấu từ 9-1 bây giờ đã 25-10. Và có những cái động thái di chuyển rất là cởi mở từ phía hai đội. Dũng làm cú insect là anh Dũng. Dũng vừa có một cú quy chọt khe khá là hấp dẫn. Ly Heo trận này thì không thể hiện được quá nhiều vì có tỷ số KDE không có tốt, 0-7 rồi, chết thêm một mạng nữa rồi. Ire bị anh Dũng đá chết luôn. Và Ken đang lấy lại những cái mạng như người đồng đội của mình. Nhưng mà bây giờ chỉ còn chỉ một mình Vladimir thôi. Thì tôi nghĩ cái đường mid này sẽ bị hạ gục, cái trụ đường mid sẽ bị hạ gục. Với Camille nè, Camille và Kai'Sa hai vị tướng phá trụ cực kỳ nhanh. Thôi Camille, cách Camille phá trụ. Quy cái nữa, quy à, đường giữa đã có dành cho team của Vi Dâu. 11.000 tiền, khoảng cách là 11.000 tiền đó các bạn. Bạn Titan này đánh quá hay. Titan nghe như một loại cạc đồ họa. Đánh sao để mấy bạn bên đây chửi nhau quá trời nè. Anh Dũng kêu chỉ giết chị Ly Heo thôi. Wow. Anh Dũng đá sóng âm. Vừa rồi là một pha cứu đồng đội kịp lúc. Camille hết mana cho nên cần sự trợ giúp của anh Dũng. Dũng lên cái giáp liệt sĩ luôn. Hả? Là một pha quy. Sao anh Dũng biết đó là Ly Heo mà hả flash lên quy vậy ta? Ôi, anh Dũng có chết không? Anh Dũng chết trong, có chết trong pha này không? Nhưng mà anh Dũng cũng đã chết, nhưng mà Ly Heo cũng vẫn phải nằm xuống với Zed. Ở đây thì Camille đang quẩy hết đội hình. Vi Dâu có được cái mạng của Kane. Camille như vậy thì làm sao mà chơi? Cái gì vậy anh Dũng? Anh Dũng vui vậy? Thắng rồi hả? Anh Dũng spoil quá à, bởi vậy. Trời ơi, đồng hồ cát trong vô vọng kịch. Tôi nghĩ là trận đấu cũng có kết quả từ rất lâu.
Chưa xong nữa hả? Wow. À mới giết là Lee Heo hả? Anh Dũng niềm vui trong trận này là anh Dũng phê đá Lee Heo. Thấy Lee Heo là phải flash lên đá liền. Mặc dù là mấy cú flash đá nó chưa cú nào thành công à. Ờ cái gì mà một quy một cái nữa cái máu luôn vậy sao chơi? Bum. Vì dâu có được cái mạng của Khang. Đường trên thì đúng là Camille đã phá trụ rất là nhanh, phá một đường rất là nhanh. Tạo tiền đề cho video có được cái mạng vừa rồi của Khang rồi đi rừng. Lao và chơi hết luôn bây giờ kìa. Như bao nhiêu đây nữa, làm bao nhiêu item nữa làm sao mà phải sợ, đúng không? Đúng không? Nhưng mà bạn Z thì hơi hừng. Kai'Sa bắn hết luôn, lao vào được trụ vậy đó cổ luôn, vẫn lấy được mạng. Nhưng phải nằm lại. Hai vừa nằm xuống lại, cú quy đó thành công không? À, cái đó là cú đúp không thành công. Anh Dũng vẫn đang đợi tìm đi heo. À, anh Dũng bị phát hiện rồi, anh Dũng ơi, anh Dũng làm gì vậy? Anh Dũng mất mạng rồi. Wow, bị bắn trúng rồi. Thôi làm sao mà sống được với cú quy quá ư là 200 AP của video vậy. Còn hả, bù lại người đồng đội của video, của người đồng đội của video là Lee Heo. Và đép nhà căng thẳng với tỷ số KDA là 0.88. Hay da. Tận thế đang rất là cởi mở nhưng mà sao lại cho hai độc đất vậy, là bút nhà nhanh lắm sao mà chơi. Ôi Dũng rủ Lee Heo ra solo là what the hell. Trẻ trôi quá vậy anh Dũng. Tôi nghĩ là anh Dũng vừa mới pha solo kill rồi đó, chắc bị Lee Heo chết ngược rồi, giết ngược rồi. À, tôi không spoil nữa, tôi sẽ theo sát cái tình hình trận đấu. À, một cú bắn quy vào không trung. Camille bây giờ khỏe quá là sao chơi được ha. Còn video đang đứng đợi bên bờ tường để canh một cú trói. Hai đường là đã có cho phía của video. Biết là Lee Dâu, Dâu có làm được gì không? Lee Dâu phải có một cú trói hai người. Qua wow, anh Dũng, một pha bay vào anh Dũng. Nhưng mà Dũng chưa chết. Đánh nhau to rồi, ulti vậy mới đúng là Lee Dâu này. Đó, chính xác, nhưng mà đang mất quá nhiều sát thương. Lee Heo có được cái mạng của ai đó? Lee Heo có được cái mạng của Camille, mạng xích đao. Vẫn trói trúng là đến từ vị trí của Lee Dâu. Mất quá nhiều sát thương. Ken tới lại về đây. Coi chừng chết ngược. Nhưng mà Z đã chết rồi. Thì Lee Dâu cũng phải chết theo thôi. Một pha chơi hơi hừng của hai bạn trẻ. Anh thấy anh giết em tim anh chết hết không? Lời hứa anh Dũng là quả là một người biết chọn lời hứa à. Chỉ giết Lee Heo thôi. Yeah, Lee Heo reset gold. Lee Heo vừa có cái mạng sách đao của Camille khá là nhiều tiền á. Và bây giờ thì giết Lee Heo để trở về cái giá trị gốc. Vẫn còn đánh được đội hình, vẫn còn đánh được các bạn. Yên tâm, bình tĩnh. Mọi chuyện đâu ở đó. Hả? Cái gì vậy? Chưa, đúng rồi, phải chưa chứ. Không phải Lee Heo luôn hả?
Clovia khô luôn. À, cái đó chúng ta sẽ được trình diễn cái màn đó. Bây giờ tôi sẽ theo sát anh Dũng thôi. Bây giờ tôi chỉ theo anh Dũng là theo anh Dũng thôi. Tôi không theo ai hết. Tôi theo anh Dũng đây nè. Đó. Đó, thì giờ anh Dũng theo hoài luôn nè. Coi anh Dũng cái màn. Anh Dũng đang đứng Dũng đang đứng trên tầm nhìn của đối phương. Đó, tôi sẽ theo anh Dũng hoài luôn. Đó, anh Dũng với nhiệm vụ là giết Li Heo. Ngoài ra thì anh Dũng không có ý muốn gì khác. Đó, flash đá. Không đá trúng Li Heo. Anh Dũng bỏ mạng. Đó chưa phải là hình như là chưa phải cái lúc đó. Nó Camille đang trả sát thương lại. Vì dầu con cú cầu vọc tối thượng không trúng ai. Z đến bên cạnh ulti vào người. Nhưng mà Z đã bị lấy mạng. Wow. Một pha combat Eriel. Pha combat Eriel chăng. Đội hình của Vidal, ở đội hình của Li của Vidal đang gần như quét sạch, chỉ còn một mình Vidal sống. Wow, trúng rồi. Bây giờ Vi Heo phải flash đi, thoát khỏi cái ulti đó. Vẫn còn trong hồ máu. Cầu vòng tối thượng hơi lỗi đến từ vị trí của Vi Dâu. Nhưng mà giữ mạng được là tốt rồi. Hay quá anh Dũng. Anh Dũng mà đá trúng Li Heo không? Hay quá. Đúng rồi. Đá Huy. Dũng vừa giết Li Heo một cách gọi là gọn gàng quá chứ không các bạn. Quá sức gọn gàng. Bạn quay chậm lại pha của anh Dũng. Đó, Dũng đúp lên cái xe. Đá Li Heo. Quy vô người. Đó. Bài bản. À. Nói chung là biết chơi. Nói chung là Dũng biết chơi. Tôi không thể, lần sau phải không? Nếu anh Dũng có tham gia tôi phải kích anh Dũng qua phòng bên cạnh. Không thể nào chịu được những ba spoil của anh Dũng. Không chơi ăn Baron nữa chứ. Ok. Xác. Anh Dũng KDA anh Dũng là cũng khá là tốt, 7-5-8. Mày yêu đi heo. Dơ thì chứ. Từ, tôi phải chơi xong trận đấu rồi tôi mới vô địch còn được. Nghe trách tốt. Camille vào hình quẩy hết luôn. Một lượng đam gọi là khủng khiếp đến từ Camille. Tất cả những chiêu thức dồn mọi người Camille và Camille vẫn có thể kết liễu được Irelia. Kai'Sa về lay game. Nhưng mà vẫn giết được. Li Heo ulti trúng hai người, kết liễu được cái mạng của AD. Nhưng mà phải bỏ mạng rồi, tôi nghĩ là phải bỏ mạng pha này. Ê, cho chung. Đúng không, mạng của Vi Dâu. Tôi phải coi là Li Heo và Vi Dâu cái pha này hả? Pha này là vạn nứt luôn này. Pha này ai giết là vạn nứt luôn này. Không chủ động. Li Heo phải. Đang kiếm một cái đường nào đó thông minh hơn. Nó cắm mắt luôn, nó cắm hai con mắt luôn. Cắm hai con mắt cho sáng này. Anh Dũng đợi chết tốt anh Dũng. Phỏng vấn sau trận đấu anh Dũng. Phỏng vấn trận đấu anh Dũng, từ từ bình tĩnh. Sao lâu vậy ta? Đó, trở lại. Đó, Ken đang ở đường dưới ăn con rồng. Đó là con rồng gió thì phải. Tôi vẫn chưa. Ê, tiếp nữa thì trúng nha. Không
pha solo cho Z dậy ra. Đó, nhiều đam quá, ulti mọi người luôn. Đánh luôn Z ơi, thắng, thắng. Tôi nghĩ là thắng mà. Wow. Kire vừa có một pha solo kill với Z, khi mà Z là người chủ động quan hệ, nhưng mà cuối cùng là Dev đã vẫn ăn mạng quá nhiều sát thương. Camille đến từ phía sau, tối hậu thư vào người Kai'Sa. Bắn, Kai'Sa được bắn, phải đồng hồ cát, bắt buộc đồng hồ cát. Và khi tỉnh dậy thì Camille đã kế bên Vladimir với một sóng được chút, nhưng mà Lee Hell đang quá nhiều sát thương. Lee Hell đang chịu quá nhiều sát thương, ulti trúng ba người, nhưng mà ở sát thương của một support là quá ít ỏi để có thể kết liễu được được Camille. Và double kill dành cho Kai'Sa. Tôi nghĩ là end game là đây chứ còn gì nữa. End game đi các giáo sư ơi. Ok, trận đó có kết quả rồi. Mình ok, trận đó có kết quả là nhảy múa xíu cho giống One Star. Ok. Mình sẽ vô Discord phỏng vấn sau trận đấu các bạn. Ủa, out hết rồi, out Discord hết rồi à? Hey, ok trở lại. Ok thì event custom match lần đầu tiên của EVOS đã kết thúc. Với sự mình phải vô Discord chứ. Đâu rồi, vô Discord, out hết rồi. Ok thì event lần đầu tiên đã thành công với sự góp mặt của Vidâu và Lee Heo. Thì tuần sau cũng tầm 2 giờ mình sẽ có event như vậy, và mỗi tuần trong fan group đều có những cái event đều có những event custom match như vậy để các bạn có thể giao lưu và nhận được phần quà của đến từ EVOS. Hy vọng các bạn đã có thời gian khoảng thời gian vui vẻ với lại event này, và hẹn các bạn tuần sau nhé. Mình là Crandon, đây là cái chiếc áo mới nhất của EVOS và sẽ lên kệ sớm thôi. Mong các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi đội tuyển EVOS trong mùa giải tiếp theo và những mùa giải tiếp theo nữa. Xin bye bye các bạn.